với tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy là cái gì mà có thể về sau là cơn bão số 4 này, tất cả so với cơn bão Yagi. Vừa rồi là nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện từ biển Đông. Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía đông đảo Lưu Dông của Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây, khoảng 15 km/h. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Philippines sẽ đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão số 4. Sau đó khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến đất liền miền Nam. Khắc nghiệt hơn trong vị trí của áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí của thành phố Bão Cuba. Yagi tức là vùng phủ phía đông của Lưu Dông. Tuy nhiên điều kiện môi trường hiện tại của vùng phủ phía đông của Bão Cuba mà nó phải chia sẻ cái năng lượng, đối với cơn bão Pulasan đang hoạt động phủ tây bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào biển Đông thì áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Ngoài việc chịu tác động của cơn bão phía tây bắc Thái Bình Dương, nó vẫn chịu tác động của dòng giận từ quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới còn chịu một tác động nữa, đó là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến chúng ta sau ngày 19 tháng 9. Với tất cả yếu tố này cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ rất phức tạp. Dự báo thời gian cụ thể áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng khoảng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ trở thành cơn bão số 4 năm 2024. Khi di chuyển đến giữa quần đảo Hoàng Sa sẽ có khả năng xảy ra thiên tai. Cái bản thứ nhất là khi mà mạnh thành bão thì nó sẽ di chuyển theo hướng Trung Quốc. Bản thứ hai là khi áp thấp nhiệt đới sau khi trở thành cơn bão thì nó sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Trung Bộ. Và tất cả các mô hình dự báo của Việt Nam quốc tế đều nhận định cái cường độ áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh thành bão thì có thể xảy ra thiên tai như đã được thông báo. Trên phần dự báo thời tiết lưu ý về gió mạnh trên biển Đông, từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và gió mạnh, gió mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, tức từ 75 đến 68 km/h. Biển động mạnh, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Để chủ động ứng phó với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Mưa rông ngập lối, cuốn trôi bao nhà và bộ ngành có liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn theo yêu cầu, đồng thời tiến hành trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về bộ.